Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2016, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, Giám đốc chuyên môn và cán bộ Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, tiếp đón Giám đốc Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam, ông Lê Cao Thắng cùng thành viên trong đoàn tới tham quan trung tâm. Giới thiệu với đoàn khách các thành viên của trung tâm tham gia buổi tiếp đón, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy đã thay mặt lãnh đạo trung tâm giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, hoạt động chuyên môn về công tác sưu tầm và lưu trữ tư liệu, những thành quả đạt được của trung tâm, được trực tiếp tham quan các kho tư liệu, trưng bày về ba nhà y học, cũng như các công đoạn tác nghiệp của phòng kiểm kê bảo quản tại trung tâm, đã giúp đoàn khách của Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam hiểu rõ hơn những hoạt động của trung tâm. Với mục đích tìm hiểu về mô hình hoạt động, chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt về trưng bày bảo tàng, Giám đốc Lê Cao Thắng cho biết, Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam được hình thành từ năm 2010 đến năm 2013 mới chính thức được thành lập. Đến nay, Bảo tàng đang trong quá trình xây dựng đề án các nội dung về cơ sở vật chất và hoạt động chuyên môn. Thời gian gần đây, Bảo tàng tổ chức các hoạt động tham quan, học tập từ các đơn vị bạn và đã mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy tư vấn về các vấn đề chuyên môn. Trong quá trình trao đổi, Giám đốc Lê Cao Thắng cho rằng, qua buổi tham quan và tìm hiểu về trung tâm, ông đã thu hoạch được nhiều kinh nghiệm bổ ích, giúp cho việc xây dựng đề cương một dự án về bảo tàng, đồng thời xác định những khâu chuẩn bị cho một chuyên đề trưng bày, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018. Nhiều ý kiến trao đổi đều nhận thấy có sự tương đồng trong mục tiêu hoạt động của hai đơn vị. Nếu có thể cộng tác để xây dựng một ý tưởng trưng bày chuyên đề về đội ngũ những người lao động trí óc, đó là các nhà khoa học Việt Nam, chắc chắn sẽ mang lại ý nghĩa giáo dục lớn đối với xã hội và cộng đồng. Cảm nhận về hoạt động của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, ông Lê Cao Thắng chia sẻ. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm cái Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Phải nói ấn tượng ban đầu vào đây đó là một cái rất là trang trọng, một cái phong cách làm việc hết sức chuyên nghiệp và một cái khối lượng tài liệu, tư liệu rất đồ sộ. Phải nói chúng tôi thấy cũng rất khâm phục anh chị em làm việc ở đây. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì Bảo tàng Công đoàn Việt Nam sẽ có cái hợp tác với chia sẻ kinh nghiệm cùng với trung tâm để làm sao đưa các nhà khoa học Việt Nam, những người lao động trí óc có thể vinh danh họ ở cái Bảo tàng Công đoàn Việt Nam sắp tới. Một lần nữa tôi xin được chúc mừng trung tâm và chúc mừng những thành quả các bạn đã đạt được. Đây cũng là một hoạt động mà Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam hướng tới nhằm thúc đẩy mở rộng hợp tác, liên kết với các đơn vị bên ngoài để cùng trao đổi chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ.